Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình cũng đến ngày đi thăm bẫy rắn của mình các bạn ơi. Mình ra tới cái luồng bẫy của mình rồi. Ngày hồi đầu video cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn nha, cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành nha. Xem mình thăm bẫy rắn giải trí cho vui ha. Mình xin mời các bạn. Rồi trước giờ mình vô thăm cái bẫy đầu tiên thì mình cũng quay cái đường này cho các bạn xem trước ha. Toàn bộ mình để trên xe đi hết. Thì hôm nay cái luồng bẫy này của mình là 33 cái nha các bạn. Mình đi cũng có hai cái túi lưới với mười mấy con chuột. Với đây là bao tay nha các bạn. Với có cái cây lưỡi hái để mình thấy chỗ nào mà có sự nguy hiểm thì mình lấy lưỡi hái mình móc lên nha các bạn. Đó, bên dưới là lúa ha. Rồi, đây thì mình đem theo bãi cái bẫy xe cua cũng như thường lợi ha. Thì cũng có cái cây dựng để hồi mình gom gắn ra mình bắt cho các bạn xem nha. Này bẫy thì bẫy mới nha các bạn, có mới có cũ nha. Bên đây mấy cái này mới nè, mấy cái này mình mới làm. Ở dưới thì có ba cái cũ, ba cái này ba cái cũ nè. Toàn bộ là bẫy không nha các bạn, không có gì trong đây ha. Thì cái quanh cái khu này là mình đặt là 4 cái. Mình giờ bắt đầu mình tiến hành vô mình thăm một loạt 4 cái đầu tiên thử rồi nó có gì không ha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy đầu tiên các bạn ơi. Ở bên kia cái trại bò người ta các bạn. Mình quanh cái khu mình ta trồng cỏ này mình đặt 4 cái. Mình không nhớ chỗ nào luôn. Mình đặt rất vô sâu không cũng quên luôn. Ôi coi ba cái con ấy nó bay rồi các bạn. Khu này cái con cái gì ta, cái con này là con gì ta hết biết luôn ha. Đây là đúng rồi, cái bẫy mình đặt đây sợ thấy có dấu người ta moi lên ta à, có dấu người ta dạch ra là cái lỗ bự gì luôn nữa các bạn. Rồi cái đầu tiên mình thấy con chuột nó ói ra, ói còn gì ói con chuột ra là các bạn. Ồ con ngắn hổ hành mini các bạn ơi. Em này nè, ối con chuột mình ra vài hòn các bạn nè, coi nó em nó nè, em này chừng 1.5 rồi nha các bạn nè. 1.5 hay 2 lạng gì nha. Rồi kệ nó có là mừng rồi. Rồi mình sang thăm cái tiếp tục luôn các bạn. Rồi cặp với cái bờ tiền cái bờ chuối này mình có 1 cái nè các bạn nè. Mình thấy nó trong lỏng thôi các bạn nè. Em kỳ vậy ta, mình đẩy điểm nó đàng hoàng lắm mà sao giờ nó trong lỏng kia trời. Thôi cái này chết rồi các bạn ơi, con chuột còn nè các bạn. Rồi để mình sửa lại rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi ngay bụi cây thì mình có 1 cái nữa các bạn ơi. Bên kia người ta mở nhạc quá trời rồi. Bên kia là nhà người ta, hết cái cánh đồng là nhà người ta bển. Bẫy mình nằm dưới đây. Thấy chưa? Rồi cái này có phần rồi các bạn ơi. Có phần rồi nè. Nè con trắng đằng trước. Con này phần hành các bạn ơi. Chắc là không lớn. Ít. Ngày trước cái miệng bẫy mình nằm. Mình đưa cái máy vô. Nó có lắc các bạn không cảm nha. Đụng luôn. Đó. Phần ha. Ngày miệng bẫy trắng tươi nè. Ngay đây nè. Mé này nè. Mình nghe nó thích quá. Trời nghe rồi các bạn ơi. Mini nữa rồi quá. Trời ơi thêm em mini nữa các bạn ơi. Em này chừng 2 lạng à. Chào lên trước rồi nè. Rồi để mình đặt cái bẫy khác cái mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục cái thứ tư nó nằm ở kế bên đường nhựa này luôn nè các bạn. Đây là cái đường nhựa nè. Đó, xe có chạy các bạn không cảm. Cái khu này mình đánh có 4 cái thôi. Cái này mình đánh khác được luôn. Rồi mình thấy có phần nữa kìa các bạn. Rồi trắng trắng á. Để mình chỉnh cái máy cho ngay đây. Đây nè, nè. Ngay ngón tay mình nè, phân ha. Bự không? Mình nghe phân này nó bị nhỏ quá. Mini nữa rồi các bạn ơi. Không có nhiều rồi. Mình nhìn thấy luôn rồi kìa. Em nó chậm thôi.
mini. Rồi hôm nay anh cho bạn này, xe nó chạy ngang đó nha. Trời ơi em này chừng 2 lạng đủ lợi nha các bạn. Rồi để mình đổi cái bẫy khác rồi tiến hành đi tiếp nha các bạn, sang thăm cái bẫy khác. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Thì đây thì ngoài kia là đường đi cho nên xe ta chạy có ồn các bạn không cảm này. Đây, mình đặt ngay cũng đi. Mấy mương rồi. Rồi mình thấy hình như có rồi các bạn ơi, bóng lưỡng rồi. Đây các bạn mình đây. Rồi đúng rồi, con hành rồi các bạn ơi. Nó tắm quá mình nhìn thấy luôn. Đây. Đó, hiện trường nó ha. Đó các bạn hang xem em. Đó. Nó y dần trước nè ha, khoan nè ha. Trắng á. Đây ngay chỗ mấy hông bảy nè. Đó. Phần xanh màu xanh xanh nè. Hy vọng là nó nặng nha các bạn. Tại nó nằm lót cái đuôi ra nè. Mình không biết. Ý nặng. Rồi, ngon rồi các bạn ơi. Nặng hơn hồi nãy giờ rồi. Mấy em, hai em, ba em nãy giờ chứ. Không nặng nha, em này nặng nè. Ôi ngon rồi các bạn ơi, em này 4 lạng các bạn ơi. Ồ, anh chào bên trước luôn nè ha. Em này cỡ tầm 3 lạng rưỡi 4 lạng các bạn ơi. Rồi, qua đã. Mình đi thăm cái khác tiếp tục nha các bạn. Đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Ở ngoài kia người ta sẽ cuốc móc đất thì nó có ồn các bạn không cảm. Còn ở đây mình lành lít dữ nhiều. Cái hàng rào cặp với cái chuồng bò ngay đường đi nè. Mấy chuyến trước mình quấn được con hành cũng cỡ 2 lạng rồi. Còn trời ơi hên không mất, chứng tỏ là ở đây người ta không có khóa mình nha các bạn nè. Mình thấy ruồi bu rồi các bạn, chắc chuột chết em á, trắng lỏng như nè mà không mất cái bẫy các bạn, còn nguyên nè ha. Cái này cỡ quá hên thôi nha các bạn. Ý chuột còn luôn các bạn. Ủa, chuột dữ thiệt, còn chuột luôn nè. Chạy ra coi, đó hên, tính là mất cái bẫy rồi chứ, hay trong lẫm tung lơ. Rồi mình đến với cái bẫy trong cái đám cỏ voi nè các bạn. Cỏ mau lớn rồi, chuyến trước mình vô mình thăm nó đâu có dữ gì đâu, này nó qua khỏi đầu mình xa luôn các bạn. Cái bẫy mà ngay bờ tường nè, chuyến nào cũng có dính một em á. Bên kia cái trại bò người ta nó la quá rồi các bạn, thông cảm nha. Bò la quá là. Rồi sao chuyến này cánh lỏng vậy mà bỏ rác gì đâu mất cái chân rồi. Rồi chuyến này chết rồi, không thấy gì hết. Rồi ai giờ cái bẫy mình lại đây các bạn, mình đặt xuống đây rồi. Rồi giờ cái bẫy mình lại đây rồi, bể dỗ đặt rồi các bạn ơi. Rồi thôi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi mình không phải là mình máy nha các bạn, mình không có kiểm tra kỹ nha. Cái bẫy này không phải là người ta dời lại đây nha, nhưng mà mình xảy con gắn lớn dữ lắm các bạn ơi. Nó lôi cái bẫy mình ra tới đây nè, các bạn nhìn cái hôm nè. Đó thấy không? Đó. Nó cuốn cái hôm mình gãy một bên ra nè, hang trống một bên nè các bạn. Ôi ôi cái con này nó bự dữ lắm. Uổng ghê luôn, mình đặt một cái hôm chết một cái hôm sống mà sao nó bung được cái đứt cái cọng dưới nè các bạn, đứt cái cọng dưới mà nó cuốn ra được, nó chui ra được hay thiệt. Rồi thôi để mình chỉnh sửa lên mình đặt rồi mình đi tiếp nha các bạn. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Đây, cái bẫy mình đặt ở dưới nhé, mấy mương nè, mép mương chứ không phải. Rồi có phần nữa rồi các bạn ơi, phần này phần hành này mình đặt cái bẫy mình lên riêng vậy này, đúc cho bị đứt xuống dưới còn cái miệng ở trên này. Phần này các bạn trắng này ha, đó hai ba bệt đó với trong kia nữa ha, đó y tùm lum ha, bứt bự nhỏ đây, lấy lên coi nặng không, nặng đi. Rồi không nặng các bạn ơi, cái này không nặng rồi, không lớn rồi, không lớn rồi, không lớn rồi. Coi coi ừ em này chừng
không tới 2 lạng nữa các bạn. Em này nhỏ lắm. Để mình đổi cái bẫy khác vô rồi đi tiếp các bạn đây. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Hôm nay trời ông mát, ông mua nắng đỡ hết sức, ông đừng có mưa là ngon lắm, khỏe hết sức. Chứ ông nắng mà đi nãy giờ cũng mệt rồi, cũng đuối không á. Đây, để mình đây. Rồi, thấy lúa đẩy lên trước nè các bạn. Mà tại mình đặt cái da xin lỗi mà đụng các bạn này. Mình đặt cái bẫy nó ngã về trước á, không biết gì. Không thấy phao xuống gì sao, không thấy gì. Để ra, để ra. Ê, nặng hay là dưới cỏ ta? Nặng, nặng. Rồi nặng rồi các bạn ơi. Có rồi, có rồi. Không biết em gì nha. Để mình chỉnh cái máy cho ngon đàng hoàng nha. Con luôn con gì. Nằm sao rồi nè, nặng rồi nè. Ôi ôi, hành hành các bạn ơi. Đây. Ôi ôi, ngon ngon. Em này phải 3 lạng nha các bạn. Đó, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Để mình đổi cái bẫy khác rồi đi tiếp các bạn ơi. Đi thăm tiếp. Rồi, mình đến với cái bẫy cuối cùng nha các bạn. Nãy giờ bị sự cố quá trời các bạn ơi. Còn 6-7 cái sau này bị đại ca giếng làm mình hết mấy con rắn rồi. Mình dời mấy cái bẫy đó đi luôn các bạn. Đến cái này cái cuối cùng. Hôm nay hết tiếp rồi các bạn ơi. Đây, rồi cái này đại ca giếng nữa rồi nè các bạn. Dịch trống lỏng rồi gì luôn rồi nè. Đó, chở cái đầu bẫy mình lại luôn. À, mình đặt dây cái đầu lên kia nè. Giờ hành dày luôn. Trời ơi. Nè. Rồi, chuột chết các bạn ơi. Rồi, để mình lấy cái bẫy này đi luôn các bạn ơi. Mình về đến cái địa điểm của mình, cái mình tập kết lại, cái mình bắt gắn cho các bạn xem mấy tổng kết ha. Rồi các bạn ơi, mình về tới cái địa điểm cũ rồi nè. Mình thăm hết 7 rồi. Thì mình hôm nay là thăm 33 cái lợp các bạn, mà được có 6 em thôi. Thì bây giờ mình tranh thủ mình bắt ra ha. Coi nó được bao nhiêu cái giờ mình còn về nữa ha các bạn. Chưa quá đó. Hôm nay ông trời ông không nắng cũng đỡ. Thì cũng có bạn thì vô bình luận thì nói gắn mà nhỏ dưới 300 gram á thì kêu mình thả đi để cho nó còn sinh sản nữa. Còn ra giống nữa mà mình bắt thì hỏi giờ nó nhỏ như vậy nữa các bạn. Đi. Đây. Như em này thì em này nó chừng khoảng 2 lạng yếu nè các bạn. Thì 2 lạng yếu gì thì mình thả được, chứ giờ nếu mà 2 lạng mình thả đi thì 2 lạng bây giờ nó cũng là 3.400 rồi các bạn, 34.000 rồi. 200 gram nó 34.000, nếu mà mình thả vậy thì xăng cộ nó mắc quá thì đâu có còn kinh phí để mình làm các bạn. Nếu mình đánh trúng thì mình thả được, còn nó thấp quá thì mình cũng phải vớt lại để mình gỡ tiền xăng nha các bạn. Giờ con này mình dưới 2 lạng mình thả cho nó đi ha. Đó, rồi nó muốn đi đâu nó đi. Như em này là được 2 lạng nè. 2 lạng thì mình bắt. Có bạn thì vô cũng bình luận nói là kêu mình cỡ dưới 3 lạng thì nên thả đi. Thì giờ dưới 3 lạng thả đi thì kinh phí nó không có. Đó, em này là hơn 2 lạng rồi. Cỡ 2 lạng này mình bắt nha các bạn. Còn chuột nó ói ra mình cho nó xuống sông đi. Cá. Rồi hôm nay là mình thắt tiếp các bạn ơi. Có mấy em vậy thôi. Xăng giờ nó hơn 30.000 lít rồi. Này mình với chuột giờ nó cặp mấy con ký rồi các bạn. Giờ 2 lạng gì thì tới lên thì mình bắt nha. Ok.
hôm nay hành không mà không có con gì khác cả mà. Ồ, chạy ra. Em này cũng cỡ hơn 2 lạng rồi các bạn. Tới em hành trăm trăm rồi. Em này thì chắc khoảng mới lò ra cái mình đụng cái cây nó giật lại đó nè. Em này trọng rồi các bạn, em này phải 4 lạng, hơn 4 lạng rồi các bạn, ngoài 4 lạng ha, cỡ 4 lạng được có 2 em vậy thôi. Còn em nữa nè, em này cũng được 4 lạng không, để coi coi nó ra thử coi ra bạn. Bên kia à, đúng rồi, 7. Trời ơi, con này 7 quá. Nãy mình ném cái hơn nó không kỹ bên này, nó phóng ra rồi, nó ra rồi. Đó. Coi thử coi nó được 4 lạng không. Rồi ngon lành. Em này cỡ tầm 4 lạng nữa các bạn ơi. Hôm nay mình có được 2 em này là lớn thôi, chứ mấy em kia nhỏ nhỏ ha. Thì hôm nay chắc mình chừng tầm chừng 1,5 kg gắn rồi các bạn ơi. Cỡ 1,5 kg hành nè. Khỏi cân ha, cỡ tầm 1,5 kg à, 1,5 kg, 1,6 kg gì à, nghe nó cũng được. Đây mình buộc nó lại đi, nó ít quá thôi, mình khỏi cân các bạn ơi, mình đón nó vậy đi. Nhờ các bạn xem video ủng hộ mình thôi chứ quá thất rồi. Rồi xong, mình buộc nó lại rồi các bạn ơi. Thôi video mình đến đây nó dài quá rồi ha. Cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành ha. Xem video mình thấy vui, cho mình xin một like ha. Và một cái đăng ký kênh, bấm vào cái nút chuông á. Đặng cho nhận được cái thông báo mới khi mình đăng video ha. Và mình thành thật cảm ơn tất cả các bạn, cả nhà đã dành thời gian xem video ủng hộ cho mình nha. Mình xin chào. Hẹn tất cả các bạn video sau.